Kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi chương trình Người quan sát của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Sau gần 3 năm đàm phán cam go thì vào những ngày cuối cùng của năm 2018, Anh và Liên minh châu Âu đã đạt được thỏa thuận về việc Anh sẽ chính thức ra khỏi EU. Ngày lịch sử đó được ấn định là ngày 29 tháng 3 năm 2019. Và để tiến tới mục tiêu này thì nước Anh và Liên minh châu Âu còn phải hoàn thành nhiều thủ tục cần thiết, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định. Để cùng phân tích làm rõ khả năng nước Anh chính thức chia tay với Liên minh châu Âu EU thì chương trình Người quan sát ngày hôm nay đã mời tới trường quay hai vị khách mời. Xin trân trọng giới thiệu Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Công Tuấn, nguyên tổng biên tập tạp chí châu Âu Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Và nhà báo Phạm Phú Phúc, chuyên gia phân tích các vấn đề quốc tế. Xin cảm ơn hai ông đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Trước hết thì xin kính mời quý khán giả và các đồng chí cùng theo dõi một tổng hợp sau của chúng tôi về những diễn biến mới nhất liên quan đến vấn đề Brexit của nước Anh. Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa, cuộc ly hôn đắt đỏ nhất lịch sử châu Âu sẽ trở thành hiện thực. Nhưng trước mắt, nước Anh và Thủ tướng Theresa May lại đang phải đối mặt với một trở ngại mới từ trong nước. Cụ thể, ngày 9 tháng 1, Quốc hội Anh bắt đầu cuộc thảo luận kéo dài 5 ngày trước khi tiến hành cuộc bỏ phiếu chính thức về thỏa thuận nước này rời khỏi mái nhà chung châu Âu vào ngày 15 tháng 1 tới. Ngay trong phiên thảo luận đầu tiên, với 308 phiếu thuận và 297 phiếu phản đối, Hạ viện Anh đã nhất trí yêu cầu chính phủ của Thủ tướng Theresa May đẩy nhanh thời hạn đệ trình kế hoạch thay thế cho bản thỏa thuận Brexit hiện tại trong vòng 3 ngày làm việc, tính từ khi thỏa thuận ban đầu bị bác bỏ tại Quốc hội, thay vì thời hạn 21 ngày như trong luật định. Đây được coi là một động thái gia tăng áp lực lên chính phủ Anh và Thủ tướng Theresa May giữa lúc thỏa thuận Brexit đạt được với EU hồi tháng 11 vừa qua đang đối mặt với nhiều thách thức và có khả năng cao không vượt qua được cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện vào ngày 15 tháng 1 tới. Trước đó, ngày 8 tháng 1, với 303 phiếu thuận và 296 phiếu chống, các nghị sĩ Hạ viện Anh đã thông qua một điều khoản bổ sung dự thảo luật tài chính, hạn chế chính phủ có quyền tăng thuế và thoải mái chi tiêu nếu kịch bản Brexit không thỏa thuận xảy ra. Giới quan sát nhận định, trước tình thế bế tắc hiện nay và nguy cơ thỏa thuận Brexit bị bác bỏ là rất cao, giới lập pháp Anh đang muốn giành lại quyền lực để điều khiển tiến trình Brexit. Trong trường hợp các phương án mà Thủ tướng Theresa May đưa ra đều không nhận được sự ủng hộ, các nghị sĩ Anh có thể đề xuất một trong ba kịch bản tiếp theo cho Brexit là hoãn thời điểm thực thi Brexit dự kiến vào ngày 29 tháng 3 và tìm kiếm thỏa thuận mới với EU hoặc tổ chức cuộc trưng cầu dân ý lần hai về Brexit. Hồi tháng 12 năm 2018, Thủ tướng Theresa May đã hoãn trình thỏa thuận Brexit ra bỏ phiếu tại Hạ viện Anh do lo ngại văn bản này sẽ không được thông qua. Thỏa thuận Brexit trên đã được Thủ tướng May nhất trí với EU, song văn bản này lại vấp phải sự phản đối của nhiều nghị sĩ Anh do điều khoản rào chắn, tức là kế hoạch dự phòng cho biên giới Ireland giúp duy trì biên giới mở giữa vùng Bắc Ireland thuộc Anh và Cộng hòa Ireland sau Brexit. Dù điều khoản này đã góp phần quan trọng giúp Anh và EU khai thông thế bế tắc trong đàm phán và đi đến thỏa thuận, nhưng đây lại là vấn đề đối nội lớn nhất mà bà May phải đối mặt. Hiện các nghị sĩ Anh đang đứng trước hai lựa chọn. Một là thông qua dự thảo thỏa thuận Brexit của chính phủ. Hai là chính phủ sẽ quyết định theo phương án rời EU đúng ngày đã định mà không có thỏa thuận. Kịch bản xấu nhất này sẽ để lại những hậu quả nặng nề về kinh tế và thương mại với Anh và cũng ảnh hưởng không nhỏ tới EU. Thưa tiến sĩ Đinh Công Tuấn, như vậy là Thủ tướng Anh Theresa May sẽ tổ chức cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội về thỏa thuận nước này rời EU vào ngày 15 tháng 1 tới đây. Vậy thì ông dự báo như thế nào về cái kết quả của cuộc bỏ phiếu này, cũng như là cái ý nghĩa của nó đối với việc nước Anh sẽ ra khỏi Liên minh châu Âu? Cái cuộc bỏ phiếu vào ngày 15 tháng 1 này ấy, là nó cực kỳ quan trọng. Qua, như là chị nói, 3 năm đàm phán cam go, nhưng mà đây là cái phút quyết định rằng nước Anh đi hay ở Brexit, và đi trong cái tình trạng như thế nào. Rất khó đoán rằng nó có thể là Quốc hội sẽ thông qua hoặc là bỏ phiếu chống. Bởi vì chúng ta biết rằng là trong những cái ngày tháng vừa qua, bà May vì có hơn 100 nghị sĩ đã phản đối cái thỏa thuận này, cho nên buộc lòng bà phải giãn cái thời gian ra, kéo dài từ ngày 15 tháng 12 cho đến 15 tháng 1 để có cái thời gian thuyết phục các cái đảng phái ủng hộ
cái thỏa thuận Brexit. Thế nhưng mà bản thân trong nội bộ các đảng phái trong Quốc hội bây giờ chia rẽ rất lớn. Bởi vậy cho nên là cho đến thời gian này thì cái giới phân tích bình luận của nước Anh và châu Âu cũng đều cho rằng là nghĩa là rất khó đoán định được rằng nó sẽ như thế nào. Thưa nhà báo Phạm Phú Phúc, có thể thấy là lẽ ra thì cái việc bà May sẽ đưa ra Hạ viện thông qua cái thỏa thuận này vào ngày 12 tháng 12 năm 2018. Tuy nhiên thì thỏa thuận đó đã được rời đến ngày 15 tháng 1 năm 2019. Vậy thì theo nhà báo Phạm Phú Phúc, đâu là cái nguyên nhân khiến cho có cái sự di rời cái ngày quyết định này? Đúng là cái cuộc họp của bỏ phiếu 15 tháng 1 tới đây lẽ ra nó phải làm từ ngày 12 tháng 12 năm 2018. Nhưng nó phải hoãn lại. Thế vì sao nó phải hoãn lại? Vì thế này, bà Theresa May, bà biết thừa rằng nếu như bỏ phiếu ngày hôm ấy, bà sẽ thất bại. Thế tại sao bà lại biết như thế? Vì xin thưa là hàng loạt bộ trưởng, cụ thể là 8 bộ trưởng trong nội các của bà đã từ chức sau khi cái dự thảo thỏa thuận này được thông qua hôm 14 tháng 11 năm 2018. Thế và tiếp đấy hàng loạt bộ trưởng nữa tuyên bố rằng nếu như bà không sang Bruxelles để đàm phán lại, để có thêm những cái lợi cho nước Anh trong cái dự thảo thỏa thuận này thì người ta sẽ chống và người ta cũng sẽ xách áo ra đi. Tại sao người ta lại phản đối mạnh cái dự thảo thỏa thuận này như thế? Vì xin thưa rằng người ta nói rằng cái thỏa thuận này là quá thiệt cho nước Anh. Nó đã bán tháo cái ý tưởng Brexit của người Anh, của các cử tri Anh. Và nữa, người ta nói nếu như cái thỏa thuận này được thông qua thì nước Anh bị thua thiệt đủ đường từ cái việc làm đến thương mại. Và nhưng mà trong khi đó lại vẫn phải chấp hành một số các quy định của EU. Và một cái rất quan trọng khác là cái biên giới giữa Anh với EU sau này được quy định trong cái dự thảo thỏa thuận ấy là vô cùng thiệt hại cho nước Anh. Đấy là theo những người phản đối. Cảm ơn nhà báo Phạm Phú Phúc. Thưa tiến sĩ Đinh Công Tuấn, ông nhận định như thế nào về cái thỏa thuận Brexit giữa Vương quốc Anh và Liên minh châu EU và cái tuyên bố chính trị về cái tương lai mối quan hệ giữa EU và Anh được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh EU vào cuối năm 2018 vừa qua? Cái thỏa thuận Brexit giữa Anh và EU nó dài gần 600 trang, trong đó bao quát tất cả các vấn đề về cái mối quan hệ sau 43 năm giữa Anh và EU đã, người ta hay dùng cái từ là kết hôn, tức là Anh gia nhập Liên minh châu Âu 43 năm thì đến khi ly hôn, tức là xin rời khỏi, thì 43 năm ấy bây giờ sẽ giải quyết như thế nào. Thế thì trong cái 600 trang này, đặc biệt là trong 26 trang khái quát lại trong tuyên bố chính trị đấy, thì đã nói rất rõ rằng là sẽ không sử dụng cái biên giới cứng giữa Bắc Ireland và Ireland. Có nghĩa rằng tức là hai bên vẫn để nguyên trạng cái đường biên giới như thế, và cái Bắc Ireland sẽ tham gia với Liên minh châu Âu giống như một cái thực thể kinh tế, có một cái sự hài hòa trong cái mối quan hệ giữa EU và Anh. Thế còn về vấn đề tức là Anh có tham gia thị trường chung châu Âu thì trong đó trong cái thỏa thuận mà đặc biệt trong cái bản báo cáo chính trị ấy thì có nói rõ rằng là mối quan hệ giữa Anh và EU là mối quan hệ đối tác dựa trên sự cân bằng giữa quyền lợi và nghĩa vụ, bình đẳng nhau. Đấy. Hai bên sẽ ký kết và xây dựng một khu vực thương mại tự do hậu Brexit. Thì khi đó Anh sẽ tham gia với Liên minh châu Âu như một cái quốc gia bình đẳng với Liên minh châu Âu. Đấy, trên tất cả các lĩnh vực, và đặc biệt là những vấn đề thương mại, vấn đề đầu tư, vấn đề tài chính, vấn đề dịch vụ, vân vân. Và thưa nhà báo Phạm Phú Phúc, như vậy là có thể thấy rằng có rất nhiều những cái yếu tố bất định liên quan đến cái triển vọng của nước Anh rời khỏi EU. Và trước những cái yếu tố bất ngờ đó thì giới phân tích cũng đã đưa ra những cái kịch bản cho cái triển vọng này. Vậy thì đó là những kịch bản nào và nhà báo Phạm Phú Phúc nhận định thế nào về những cái kịch bản đó? Giờ nó có hai giả thuyết được đưa ra. Một là hạ viện thông qua để cho Anh và EU ly dị dễ dàng, thì đấy nó không có vấn đề gì, rất dễ dàng, bà May sẽ toàn quyền, chính phủ của bà sẽ toàn quyền xử lý những vấn đề tiếp theo để nước Anh ra khỏi Liên minh châu Âu đúng vào ngày 29 tháng 3 như đã định.
Nhưng mà cái thứ hai mới là cái khó, là khả năng Hạ viện Anh không thông qua được. Thế thì theo tôi nó có khoảng 7 cái kịch bản sẽ xảy ra. Nếu như ngày 15 tháng 11 này các nghị sĩ tham gia cuộc bỏ phiếu ấy mà về tay không, nghĩa là không thành công, thì cái kịch bản thứ nhất ấy, là giữa Anh và Liên minh châu Âu nó lại rơi vào trạng thái mơ hồ, nhưng nó mơ hồ hơn nhiều so với trước ngày 15 tháng 1. Bởi vì sao? Bởi vì hai bên lại dường như là trở về điểm xuất phát, cho dù là bên kia đã thông qua rồi. Và bây giờ là cái khả năng phải đàm phán lại là rất lớn. Nó kéo theo một cái khả năng là phải đàm phán lại. Nhưng tôi xin thưa ngay rằng chính bà May cũng nói rồi là bà không đàm phán lại. Và Liên minh châu Âu hôm nay, người phát ngôn của Liên minh châu Âu hôm chính ngày hôm nay cũng đã nói: chúng tôi không đàm phán lại, Bruxelles không tổ chức những cuộc đàm phán lại như thế nữa. Và đấy là cái kịch bản thứ nhất. Kịch bản thứ hai là bà May buộc phải từ chức. Nhưng cái này thì hơi khó. Bởi vì sao? Bởi vì các nghị sĩ bảo thủ còn đang ủng hộ bà rất lớn. Và cái kịch bản thứ ba xảy ra là bị phe đối lập đòi bỏ phiếu bất tín nhiệm bà May. Nhưng cái này cũng khó, bởi vì ngay trong phe bảo thủ, ngay trong công đảng đối lập, và nhất là trong phe bảo thủ của bà May, thì cái số ủng hộ bà tương đối nhiều. Và một cái kịch bản nữa, kịch bản thứ tư, là chính cái phe bảo thủ của bà sẽ bỏ phiếu bất tín nhiệm và để tìm người khác thay thế bà làm thủ tướng Anh trong những thời gian tới đây. Thì cái này người ta nói rằng, chính người Anh nói rằng rất có thể xảy ra cái kịch bản ấy. Và kịch bản thứ năm là nước Anh phải tổ chức bầu cử sớm. Nếu như các đảng không giải quyết được những cái ý tưởng của người ta, thì nước Anh sẽ phải tổ chức một cái cuộc bầu cử sớm để tìm ra một cái chính đảng, lãnh đạo chính phủ và người thủ tướng mới. Và cái kịch bản thứ sáu là Anh sẽ tổ chức trưng cầu dân ý lại một lần nữa về Brexit. Cái này cũng đã được dư luận Anh nhiều lần đề cập tới. Và một cái kịch bản thứ bảy, xin thưa các đồng chí, là rất dễ, nhiều người bây giờ đang nói tới, là nước Anh cứ ra khỏi Liên minh châu Âu nhưng không có thỏa thuận. Nghĩa là gì? Nghĩa là Brexit không có thỏa thuận. Thì bây giờ sẽ làm cho tình trạng của nước Anh và của cả Liên minh châu Âu nữa còn khó khăn hơn rất nhiều. Vâng, cảm ơn nhà báo Phạm Phúc Phúc và tiến sĩ Đinh Công Tuấn. Thưa quý khán giả và các đồng chí, như vậy là rõ ràng có rất nhiều những kịch bản đã được đưa ra về triển vọng Anh rời khỏi Liên minh châu Âu EU. Và trước khi tiếp tục vừa trao đổi với hai vị khách mời về vấn đề này, thì kính mời quý khán giả và các đồng chí cùng theo dõi tổng hợp sau của chúng tôi về những được và mất khi Anh rời khỏi EU. Đã 2 năm trôi qua kể từ khi người dân Anh bỏ phiếu chọn rời khỏi Liên minh châu Âu EU, hay còn gọi là Brexit, và cho tới thời điểm này, khi chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là Brexit chính thức có hiệu lực, nhưng hệ quả nặng nề từ việc từ bỏ mối quan hệ được xây dựng suốt hơn 40 năm qua vẫn chưa kết thúc. Mới đây nhất, trong một báo cáo được công bố vào ngày 7 tháng 1 vừa qua, công ty tư vấn EY cho biết các ngân hàng và công ty tài chính khác đã chuyển lượng lớn tài sản ra khỏi nước Anh sang một quốc gia trong Liên minh châu Âu, EU vì Brexit. Trong khi đó, nhiều ngân hàng đã thành lập văn phòng mới ở các quốc gia khác trong EU cho các hoạt động của họ ở khu vực này sau Brexit. Các công ty khác cũng đang di chuyển tài sản để bảo vệ khách hàng trước sự biến động của thị trường và những thay đổi đột ngột trong quy định một khi Brexit có hiệu lực. Thủ tướng Anh Theresa May vẫn cần giành được sự ủng hộ của Quốc hội Anh cho thỏa thuận chia tay mà bà đã ký với phần còn lại của EU. Nếu bà May không có được sự đồng thuận của Quốc hội, khả năng nước Anh sẽ rời khỏi EU trong tình trạng trắng tay sẽ là rất lớn. Và tất nhiên, những tác động tiêu cực từ kịch bản đó sẽ còn tồi tệ hơn cả cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Đối với các tổ chức tài chính, Brexit mà không đạt được thỏa thuận nào sẽ là một cơn ác mộng. Các thỏa thuận của nước Anh với những cơ quan quản lý của EU sẽ không còn tồn tại và các ngân hàng sẽ bị rơi vào tình trạng pháp lý không rõ ràng. Nghĩa là họ sẽ không thể tiếp tục các hoạt động kinh doanh của mình trên toàn khối liên minh này. Nền kinh tế Anh đã phải gánh chịu hậu quả từ Brexit, lạm phát tăng vọt và niềm tin của người tiêu dùng giảm xuống, làm tổn thương ngành bán lẻ của đất nước này. Đầu tư kinh doanh cũng giảm đáng kể khi các công ty tạm dừng kế hoạch vì sự bất ổn. Các nhà sản xuất lớn, trong đó có Airbus, đã cảnh báo họ có thể phải rời khỏi Anh nếu Brexit diễn ra mà không đạt được thỏa thuận nào. Hồi tháng 10 năm 2017, nước Anh chính thức tuyên bố không còn là nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới.
Thêm nữa, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Xã hội Quốc gia Anh đã tiết lộ một số kết quả gây sốc từ báo cáo nghiên cứu của mình. Theo đó, thỏa thuận Brexit sẽ làm nước Anh tổn thất 100 tỷ bảng vào năm 2030, khiến quốc gia này rơi vào tình trạng tồi tệ hơn so với việc vẫn ở lại EU. Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là cuộc ly hôn đắt đỏ nhất lịch sử châu Âu sẽ trở thành hiện thực. Trong khi đó, những trang giấy hoạch định chiến lược của nước Anh cho kỷ nguyên hậu Brexit dường như vẫn còn để trống, khi ngay cả một kế hoạch ly hôn với EU lúc này vẫn còn chìm trong tranh cãi. Và đương nhiên, tương lai của nước Anh đang hết sức bất định. Thưa tiến sĩ Đinh Công Tuấn, việc nước Anh rời khỏi EU thì nó sẽ tác động như thế nào tới Liên minh châu Âu EU cũng như là tới chính nước Anh ạ? Đối với nước Anh thì nó sẽ gây rủi ro cho cái việc tăng trưởng kinh tế của Anh. Mà chúng ta thấy rằng trong cái thời gian 3 năm vừa qua là cái nền kinh tế của Anh là cũng sao nhãng rất nhiều trong cái chuyện tiếp tục thúc đẩy cái tăng trưởng, cho nên là tăng trưởng không cao. Và nếu mà tiếp tục như vậy thì trong năm 2019 này khả năng là cái nền kinh tế của Anh sẽ giảm xuống chỉ còn theo như các dự báo của các cái nhà kinh tế là khoảng độ 1,4%. Năm 2018 là 1,5% thì đến 2019 nó còn giảm tiếp. Đấy. Cái điểm thứ hai là nó sẽ phải giảm các cái ngân sách cho các dịch vụ công. Rồi các cái doanh nghiệp phải đối mặt với những cái vấn đề chi phí cao hơn. Thế rồi là cái biểu thuế quan là nó sẽ phải thay đổi hoàn toàn. Bởi vì khi anh không tham gia Liên minh châu Âu nữa thì anh không tham gia vào cái hiệp ước thuế quan nữa thì rõ ràng cái sự thuế là nó sẽ phải cao hơn và nó gây rất là lớn cho các doanh nghiệp. Còn đối với EU thì cũng vậy, nó sẽ làm giảm sút cái đà tăng trưởng kinh tế GDP. Đấy. Ví dụ như là năm 2019 cái tăng trưởng GDP của EU cũng khoảng độ 1,7% và tiếp tục những năm sau là còn giảm bớt khoảng 1,6% năm 2000. Đấy. Một cái điểm nữa là nếu như mà rời khỏi ấy, thì cho đến bây giờ các nhà phân tích đã nói rằng là các cái doanh nghiệp mà đang đặt tại Anh ấy, họ sẽ rút khỏi Anh. Và như vậy cái lượng vốn người ta tính ra khoảng 1.000 tỷ bảng Anh sẽ rời khỏi nước Anh và sang các cái nước khác. Đấy, như thế là sẽ thiệt hại rất nhiều, làm xáo động rất nhiều. Đấy là cái kịch bản thứ nhất. Và cái kịch bản thứ hai ấy thì cũng có người nói rằng là nước Anh người ta chủ động 52% dân số người ta bỏ phiếu, người ta đi ra là người ta tính hết cái con đường phát triển của họ. Nó sẽ chủ động hơn. Một cái điểm nữa là EU ấy, đấy, khi mà Anh đã rời khỏi rồi thì EU cũng lại phải chủ động tìm ra một cái con đường khác, đấy, độc lập hơn và nâng cao cái sức cạnh tranh hơn của Liên minh châu Âu. Đấy thì tôi cho rằng nó có hai mặt của một vấn đề. Một là tác động xấu và thứ hai nó lại nâng cao tính chủ động tích cực cho các cái Anh và EU trong cái giai đoạn sau hậu Brexit. Vâng ạ, cảm ơn tiến sĩ Đinh Công Tuấn. Và thưa nhà báo Phạm Phú Phúc, có thể thấy là cho đến nay việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu EU nhận được những luồng ý kiến rất là trái chiều, có quốc gia ủng hộ và có quốc gia không ủng hộ. Và trong số các quốc gia ủng hộ thì có thể thấy là Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump lại là người dành nhiều những cái sự ủng hộ nhiệt tình nhất cho việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu EU. Và thậm chí là Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ là ông Mike Pompeo cũng đã tuyên bố là các nước châu Âu cần phải noi gương Anh để quyết định trong cái quyết định Brexit của mình. Vậy thì nhà báo Phạm Phú Phúc nhận định như thế nào về những cái luồng ý kiến đó? Ông Donald Trump khi ấy năm 2016 tuyên bố rằng nếu ông là tổng thống thì ông sẽ đặt nước Mỹ trên hết và người Mỹ đầu tiên. Thì những người ủng hộ Brexit ở Anh cũng bảo là phải khôi phục lại, phải đặt lợi ích của nước Anh lên trên tất cả. Đấy là những cái điểm giống nhau. Và cái điểm nữa, ông Donald Trump là người rất phản đối dân nhập cư. Thì những người ủng hộ Brexit cũng nói rằng nước Anh quá khốn khổ, nghĩa là quá thua thiệt về kinh tế, về chính trị, về xã hội, thiệt thòi về xã hội do những người nhập cư. Ông Donald Trump đã từng phát biểu: đừng có mà ngây thơ nghĩ rằng các cái thỏa thuận thương mại tự do là mang lại lợi ích cho người dân của nước mình. Thì những người ủng hộ Brexit ở Anh cũng nói rằng không bao giờ nước Anh được hưởng lợi từ cái việc là có các cái thỏa thuận thương mại tự do với quốc tế và nhất là trong cái khối EU. Nghĩa là gì? Nghĩa là người ta muốn nói rằng nước Anh bị quá thiệt thòi về cái
quan hệ thương mại trong nội khối EU cũng như là giữa EU rồi giữa Anh với thế giới bên ngoài. Nếu như nước Anh cứ còn tiếp tục ở trong EU, và một cái cũng rất dễ nhìn thấy lý do để ông Donald Trump và nước Mỹ dưới thời ông ấy ủng hộ Brexit là nước Mỹ dưới thời ông và cụ thể là cá nhân Donald Trump là ủng hộ cái chủ nghĩa cực đoan và chủ nghĩa dân tộc, đưa lợi ích dân tộc của mình lên trên hết, thì chính ở nước Anh cũng những người ủng hộ Brexit cũng như vậy. Nên là hơn ai hết nước Mỹ và cá nhân Tổng thống Donald Trump và gần đây nhất là Ngoại trưởng Pompeo đã hết lời ủng hộ, cổ suý cho cái việc nước Anh ra khỏi EU. Thưa tiến sĩ Đinh Công Tuấn, lúc nãy thì ông có nhắc đến việc là nước Anh dường như là họ cũng đã có cái sự chuẩn bị cho mình khi mà rời khỏi Liên minh châu EU. Vậy thì tính đến thời điểm này thì họ đã có những cái sự chuẩn bị cũng như là có cái sự tìm kiếm những cơ hội mới như thế nào khi sắp tới đây họ có thể là sẽ rời khỏi Liên minh châu EU? Trước hết là chúng ta thấy rằng là họ đã đi tìm các đối tác khác, mà tôi thấy là việc này rất tích cực. Giữa Anh và Mỹ thì bây giờ cũng đã bắt đầu tiến hành cái đàm phán, cái thỏa thuận hoặc là cái hợp tác thương mại mới, đấy, cái FTA mới, đấy, thế hệ mới giữa Mỹ và Anh. Và Anh cũng đã đang đi tìm những cái đối tác khác ở châu Á, rồi là châu Phi, đấy, và kể cả ngay trong EU là họ cũng đã luôn luôn tìm ra một cái hướng mà có lợi nhất cho nước Anh. Tức là họ rất muốn thế nào nước Anh vẫn tiếp tục tham gia cái thị trường chung châu Âu. Cái thứ hai nữa là bản thân Anh cũng đã tuyên bố rằng là sau khi mà Anh rời khỏi Liên minh châu Âu thì Anh sẽ tham gia vào cái hiệp định CPTPP. Có nghĩa là họ rất năng động để tìm ra những cái đối tác, kể cả cấp song phương là với từng quốc gia, kể cả với các cái tổ chức đa phương, ví dụ như CPTPP hoặc các cái tổ chức khác. Thưa nhà báo Phạm Phú Phúc, cũng liên quan đến Liên minh châu Âu thì hiện nay như chúng ta cũng đã thấy thì phong trào áo vàng tại Pháp cũng đã xuất hiện cái yêu cầu là đòi chính phủ Pháp đưa ra cái quyết định là rời khỏi Liên minh châu Âu cũng như là rời khỏi cái tổ chức Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương. Vậy thì cái Brexit của nước Anh cũng như là những cái yêu cầu gần đây của phong trào áo vàng của Pháp thì nó đã phản ánh cái xu thế như thế nào tại châu Âu khi mà cái chủ nghĩa dân túy đang nổi lên trong những năm vừa qua? Từ bên kia bán cầu, bên kia đại tây dương là Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trương là nước Mỹ trên hết, người Mỹ đầu tiên, rồi đến nước Anh ra khỏi EU, nó đã tác động rất mạnh đến các cử tri và các đảng phái chính trị ở châu Âu. Cụ thể là những quốc gia và những đảng phái chính trị nằm trong Liên minh châu Âu. Tôi nói như thế để nói rằng cái việc mà nước Anh ra khỏi Liên minh châu Âu, đang chuẩn bị ra khỏi Liên minh châu Âu này, đã làm cho một loạt quốc gia, một loạt đảng phái và hàng triệu cử tri ở châu Âu, thậm chí là ở ngay những quốc gia sáng lập ra Liên minh châu Âu đã có cái tư tưởng. Hay cái cuộc nổi dậy, cuộc biểu tình của lực lượng áo vàng ở Pháp hiện nay, chúng ta thấy rồi, nó lan ra cả Hà Lan, lan ra cả Tây Ban Nha, thì nó cũng phản ánh một xu thế là người ta cũng đang đòi phải ra khỏi Liên minh châu Âu. Thế và để nói cái điểm này thì tôi cũng phải nói thế này, là chính các chính trị gia lão luyện ngay trong cái 6 nước sáng lập, người ta cũng đã có nhận định rằng Liên minh châu tưởng như là phải phát triển nhanh mạnh, nhưng bây giờ đang không phải như thế nữa. Đúng là nó phản ánh một cái xu thế dân tộc chủ nghĩa, phản ánh một cái tư tưởng dân tộc chủ nghĩa mà tư tưởng chỉ biết lo cho mình, chứ không phải là cùng phát triển cả một khu vực, cùng phát triển cả một châu lục. Xin cảm ơn nhà báo Phạm Phú Phúc và tiến sĩ Đinh Công Tuấn đã đến với chương trình Người Quan sát ngày hôm nay cùng với những phân tích hết sức sâu sắc của mình. Cảm ơn hai ông một lần nữa. Thưa quý khán giả và các đồng chí, dù kết quả cuộc bỏ phiếu thông qua thỏa thuận về Brexit giữa Anh và Liên minh châu Âu sẽ như thế nào, thì năm 2019 sẽ là năm có ý nghĩa định mệnh không chỉ với tương lai của quốc gia này mà còn với tương lai của châu Âu và sẽ có tác động tới nền kinh tế cũng như là chính trị toàn cầu. Và hy vọng rằng quá trình này sẽ diễn ra êm thấm và nước Anh sẽ bước sang một giai đoạn phát triển mới hướng tới sự ổn định, thịnh vượng và đóng góp đáng kể vào sự hợp tác giữa các quốc gia trong một thế giới mà hội nhập và toàn cầu hóa là xu thế không thể đảo ngược.
Chương trình Người Quan sát ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Ở phần cuối của chương trình, kính mời quý khán giả và các đồng chí cùng theo dõi một số sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần vừa qua. Quý khán giả và các đồng chí có thể xem lại chương trình tại địa chỉ website qpvn.vn. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt. Chính quyền Hoa Kỳ vừa quyết định hạ quy chế ngoại giao của Phái bộ Liên minh châu Âu-EU tại Washington. Cụ thể, trước đây, Hoa Kỳ đối xử với Phái bộ EU như một quốc gia, nhưng giờ quy chế của EU chỉ giống như một tổ chức quốc tế. Điều này đồng nghĩa với việc các nhà ngoại giao EU ở Washington ít có khả năng được mời tham dự các sự kiện cấp cao. Hiện EU đang thảo luận với các cơ quan liên quan của chính quyền Hoa Kỳ về quyết định trên. Quan hệ giữa hai bên đã trở nên căng thẳng hơn trong năm 2018 sau khi Tổng thống Donald Trump áp thuế đối với các sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu từ EU và một số đối tác. Cảnh sát Tây Ban Nha vừa triệt phá một băng nhóm tội phạm chuyên buôn người từ Maroc tới Tây Ban Nha với giá 2.000 euro một người. Theo ước tính ban đầu, riêng nhóm buôn người này đã đưa khoảng 500 người nhập cư tới Tây Ban Nha. Những người nhập cư này vượt Địa Trung Hải bằng thuyền nhỏ, sau đó được cho vào thùng xe tải, trở tới một địa điểm bí mật rồi được thả ra. Biên phòng châu Âu Frontex cảnh báo, số lượng người nhập cư vào Tây Ban Nha trong năm 2018 đã tăng gấp đôi so với năm 2017. Ngày 7 tháng 1 tại Bắc Kinh, Trung Quốc và Hoa Kỳ nối lại đàm phán nhằm giải quyết căng thẳng thương mại. Đây là cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa quan chức Hoa Kỳ và Trung Quốc kể từ khi hai nước đạt được thỏa thuận hòa hoãn kéo dài 90 ngày. Cuộc đàm phán lần này chứng kiến những dấu hiệu cho thấy sự tiến bộ trong một số vấn đề, bao gồm việc Trung Quốc mua hàng nông sản, năng lượng của Hoa Kỳ và tăng cường mở cửa thị trường. Mặc dù vậy, nếu hai bên không đạt được thỏa thuận nào trước ngày 2 tháng 3, Tổng thống Donald Trump sẽ thực hiện kế hoạch nâng thuế quan bổ sung đối với 200 tỷ đô la Mỹ hàng hóa Trung Quốc từ mức 10% hiện nay lên 25%, trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc đang giảm tốc mạnh. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và phu nhân Ri Son-ju vừa có chuyến thăm Trung Quốc kéo dài từ ngày 7 đến 10 tháng 1, theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây là lần thứ tư ông Kim thăm Trung Quốc trong vòng chưa đầy một năm, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự cải thiện quan hệ giữa hai nước. Chuyến thăm này cũng diễn ra vào một thời điểm đáng chú ý, khi có thông tin Hoa Kỳ và Triều Tiên đang xúc tiến tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh lần hai giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.